chưa? Ờ, đã ghê không? Đây nè cô bác anh chị, vì nói là con vịt đó nó lấy cái mỏ của nó kéo lưới lên nó che lại để đâu nó sợ người ta phát hiện cái trứng của nó, đúng không em? Gơm. Hả? Gơm không phải lưới. Ờ, lấy gơm. Dạ. Không đủ chất hên ha. À. Dạ. À, bây giờ anh chị phải đưa lên. Bây giờ mình chở đi lại để mình đếm. Dạ. Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Sáng nay Bùi Hồ cố tình tranh thủ thức thật sớm, 4 giờ 30 thức chạy đến đây. Khoảng hơn 20 phút thì để quay cho cô bác anh chị biết về cái cảnh pin mà lượm trứng vịt vào buổi sáng đó. Pin thức rồi đó cô bác anh chị. Lượm mấy giờ? Mấy giờ mà lượm sớm vậy? Hả? Ừ. Con lượm mấy giờ? Không coi. Hả? Không coi. Không coi hả? Hồi tối mấy giờ ngủ có mưa, mắc mưa dữ không? Chiều nó hết mưa rồi. Chiều hết mưa hả? Dạ. Con lượm lúc mấy giờ? Không biết nữa. Không biết hả? Lượm xong rồi cái vô đợi 5 giờ mới thả vịt ra. Vô ngủ một xíu. Vô ngủ một xíu nữa. Ờ, trứng vịt đâu? Hả? Trứng vịt đâu rồi? Hơi đặng. Đặng nào? Đặng trong mổ. Đào cho chú coi được không? Cho chú coi với nha. Anh chủ mà có thấy được thì đừng có la Bùi Hồ nha. Phải muốn tò mò tí xíu. Con với chủ lầm hả Pin? Dạ. Hả? Ồ, đây đó hả? Kìa con, nó đẻ con kìa biết. Đó đó, sáng mới lượm. Ở dạ. Đằng kia sạch nữa. Đâu, đâu, đâu. Ô này là pin lượm bỏ vô nè, còn nhiều lắm nè cô bác anh chị. Thấy không? Ô, trứng vịt ở ngoài nữa gì nè. Trứng này trứng bởi. Trứng bởi con dục ra hả? Đó. Ô, lượm 2 sọt ha. Con 1 sọt, chủ 1 sọt hả Pin? Dạ. Người lượm sọt hả? Ô, một đống trứng luôn Pin ơi. Trời ơi. Nó đẻ kìa. Giờ này lượm được không Pin? Hay là để cho nó ấy sáng mới lượm? Sáng mới lượm. Và Pin chia sẻ là cái phần trứng này đã lượm xong, là đã đếm xong nè. Còn cái phần trứng ở dưới này là sáng lượm đếm lại hả Pin? Lượm ở ngoài rồi vô trong rồi đếm rồi bỏ vô sọt kia. À, cái này là đếm chưa? Rồi. Cái này là đếm rồi ha. Cái này là 1 sọt này bao nhiêu trứng Pin? Chắc cả 700-800. 700-800 hả? À, lần đầu tiên mà thấy trứng vịt nè, trời ơi nhìn đã hồn. Tụi nó cho trứng một đống luôn á, rất là nhiều trứng cho cô bác anh chị. Có những con vịt nó phải đẻ muộn á ha Pin ha. Mấy trứng bể là con mới dục ra hả Pin? Dạ. Ôi, ủa sao nó đẻ bên đây, nó đẻ, bên đây lót cơm cho nó đẻ riêng hay sao Pin? Đúng rồi. Nó muốn đẻ là nó vô đây nó đẻ. À, ở bên đây là trứng sạch nè đúng không? Dạ. Còn bên kia là trứng không sạch đúng không? Dạ. À, vậy là Pin phải thức từ lúc 3 giờ hay gì đó cùng với chủ của mình lượm rồi đếm rồi bỏ vô những cái sọt như thế này. Còn mà những cái trứng mà chưa lượm như thế này á là chưa có đếm. Mỗi một túi như thế này là bao nhiêu trứng Pin? 100 trứng. Túi này là 100 trứng. Dạ. Một lần con lượm được cầm được mấy trứng? Hả? Một lần con cầm được mấy trứng? Tay hả? À. Hai tay 6 trứng. Hai tay 6 trứng hả? Cầm sao đâu, cầm chú cô rồi được không? À, ở ngoài đâu, ở ngoài đâu, đừng có để vô con cầm ở ngoài, ở trứng ngoài này thử coi.
À, lần là 6 trứng là bao nhiêu tay vậy mới được 100 trứng? Rồi 6 tay với lại một bốn bỏ 4 trứng lẻ vô. 16 tay hả? Bỏ 4 trứng lẻ vô là được 100. Dạ hả? À, hôm qua là mẹ về mấy giờ? 6 7 giờ hay gì? 7 giờ hả? Dạ. Rồi bây giờ là giờ thức rồi. Chuẩn bị thả dịch ra thôi. Thả dịch lùa nó qua bên kia hay ở bên đây? Bên kia. Lùa qua bên kia. Dạ. Rồi trứng rồi chừng nào mới lượm trứng còn lại á? Đợi trời mặt trời lên. Mặt trời lên rồi. Chưa thấy. Nè 5 giờ rồi nè. Nè 5 giờ rồi nè. Hôm qua mưa thì con trốn ở đâu Bin? Về nhà. Hả? Dạ, ở nhà. Ở nhà. Rồi mấy giờ con mới ngủ? Hả? Mấy giờ con mới ngủ? 6 bây giờ. 6 bây giờ. Để lượm một sọt trứng đó thì tốn thời gian lâu không Bin? Không. Không hả? Không lâu lắm. Không lâu lắm. Chú hỏi Bin nè, con có muốn một cái điện thoại nhỏ nhỏ để điện cho mẹ mình không? Dạ. Con có thích cái điện thoại mà cầm tay nhỏ xíu để điện cho mẹ mình không? Chưa xí. Hả? Quay qua chú, quay qua chú. Thích không? À, có. Hả? Có. Có hả? Để chơi game hay là để làm gì? Để gọi. Để gọi hả? Ví dụ như mà mấy ngày mẹ con không xuống thăm con thì nhớ mẹ con làm gì Bin? Thì chân dịch tiếp. Hả? Thì chân dịch tiếp. Vì nhớ mẹ rồi cái chân dịch tiếp. Hả? Hả? Vì nhớ mẹ rồi cái chân dịch tiếp. Chứ đâu biết sao à? Đúng rồi. Chứ đâu biết sao à? Vậy là chứ đâu biết sao. Ba ăn mẹ, mẹ mua cho cái trứng cái gì? Đậu gà ăn hả? Dạ. Ăn ngon không? Ngon. Ngon hả? Ở đây mấy con vịt nó kêu gì con ngủ có được không? Dạ được. Được hả? Lỡ mà tối mà mấy con vịt nó la lên thì con có ra con dòm không? Không. Không hả? Cái tới giờ là lượm trứng vịt đó thì con tự thức dậy hay là chủ kêu con thức? Chủ kêu con thức. Chủ kêu con thức. Dạ. Rồi con lượm khoảng 2-3 tiếng gì mới xong. Chú vừa lại là con lượm vừa xong luôn hả? Con lượm mới xong có chút xíu à. Con lượm mới xong có chút xíu à hả? Là con vô nằm là chú ra. Con vô con nằm là tí xíu là chú ra ha. Dạ. Cũng đâu ngủ, nằm chỉ là để đỡ mũi thôi chứ đâu có ngủ gì đâu. Đúng không? Đâu, kêu xíu con thức rồi. Kêu con là ăn thức à? Kêu con là ăn thức hả? Dạ. Bây giờ là chuẩn bị mặt trời lên là chuẩn bị thả dịch ra tiếp. Thả dịch ra rồi ai lùa bên kia? Chủ. Chủ lùa hả? Với con. Chủ với con lùa. Rồi con trứng còn lại là con lượm. Chủ lượm. Chủ lượm hả? Hôm qua mẹ đi thăm mấy giờ mới về? Chiều tối á. Chiều tối hả? Dạ. Sao sáng rồi còn buồn ngủ nữa? Ngáp. Ngáp hả? Chú Hồ vẫn buồn ngủ mà. Chú Hồ tưởng đâu là chú Hồ thức sớm rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu là Bin còn thức sớm hơn chú Hồ nữa. Dạ. Mặt nhìn dễ thương lắm mà mấy ngày nay chân dịch viết đi thừa lùi luôn rồi nè. Đúng không? Đi thừa lùi luôn rồi. Đen. Hả? Dạ. Ông nội nón vô đi thừa lùi với xấu trai luôn rồi. Tấm chân dịch này khi nào mình mới nghỉ đi? Không rõ. Hả? Không rõ. Không rõ hả? Nhưng mà con ngủ ở đây rồi chân dịch về rồi khuya thức sớm nữa con buồn không? Dạ. Con chán không? Không. Không chán hả? Dạ. Tại vì mình khuya đến sớm chứ mình
mình mệt mỏi rồi mình lại ngủ không ngon, rồi mình phải làm việc nữa, mình phải chán chứ. Không là thấy vui nha. Hay là chàng dịch thấy vui sao? Vui có miếng dịch không sao vui? Thì hả, chàng dịch có mấy người chủ đất lại chơi cho bánh bánh cho bánh anh bánh gì? Chán hả? Cũng chán thấy, thấy vui. Ừ, rồi mấy người chủ đất nói chuyện. Nói chuyện dạ. Người ta lớn con nhỏ con biết gì đâu con nói. Thì hỏi rồi nói chuyện vậy hả? Nhưng mà người ta là người lớn, con là người nhỏ, con có biết gì đâu con nói. Thì hỏi gì mấy đó, giống như chú hỏi á. Giống như chú hỏi, chú lại con vui không? Dạ. Chú lại hỏi con vui không? Này con không rõ. Không rõ lắm hả? Khi mà được Mạnh Thường Quân gửi tặng tiền mẹ con để phụ nuôi gia đình đó Bin. Dạ. Thì cái cảm giác con sao? Vui. Vui. Có cho con đâu mà con vui cho mẹ con mà. Thì cho mẹ thì thấy vui. Cho mẹ mà sao con thấy vui? Cho con cũng mới vui chứ. Cho con cũng đưa mẹ. Hả? Cho con cũng cho mẹ. Cho con cũng cho mẹ hả? Dạ. Cho mẹ hết luôn. Cho mẹ chờ mấy chỗ ăn bánh. Ừ. Mặt trời lên rồi kìa. Chị thấy mặt trời mà. Cái đó là gì? Mặt trăng. Đâu? Đó. Mặt trăng nó khác với mặt trời chỗ nào? Mặt trăng nó không sáng bằng mặt trời. Mặt trăng nó sáng bằng mặt trời. Mặt trăng nó như lưỡi liềm đó. À. Rồi mặt trời nó tròn que à. Mặt trăng nó như lưỡi liềm hả? Dạ. Lưỡi liềm là sao chú đâu hiểu đâu? Cái trang đồ cắt cỏ á. Vậy hả? Còn mặt trời thì tròn. Dạ. Có mặt trăng nó cũng tròn mà giờ nó hình lưỡi liềm. Ừ. Khi nào mặt trăng nó mới tròn được? Mấy ngày nữa. Nó từ từ nó tròn lại. Từ từ nó tròn lại hả? Dạ. Có khi nó biến mất luôn. Có khi nó biến mất, khi nào mà nó biến mất? Chỗ không phải nó biến mất rồi đó. Dạ hả? Nó biến mất xong rồi từ từ nó tròn lại. Ừ. Thấy thương lắm. Một cái cậu bé mà phải nói là thức rất là sớm cô bác anh chị để đếm trứng kịp để cho những người mà người ta lại mua trứng đó người ta đem đi. Còn cái việc còn lại sáng nay nè, phải thả dịch lùa dịch đi ăn nè, rồi sau đó phải nhặt cái phần trứng còn lại nè, rồi phải chăn dịch nè, không có được đi đâu á, chỉ quẩn với mấy con dịch thôi à. Nhưng mà Bùi Hồ hỏi Bin là con có vui không thì Bin trả lời là vui, mà chú thấy có gì đâu vui, chú thấy ngủ ở ngoài đồng gì buồn thiêu có gì đâu vui. Hả? Chú thấy ngoài đồng buồn thiêu có gì đâu vui. Thì chú đi đồng đi chú thấy vui. Chú ngủ ngoài đồng chú sợ ma lắm. Chú coi phim ma. Hả? Chú coi phim ma đi rồi chú hết sợ. Hả? Mỗi khi con sợ con làm cái gì? Có sợ à. Không có sợ đâu hả? Ai không sợ? Có thằng nhỏ sợ giờ hết sợ. Giờ hết sợ hả? Vấn đề mà ngủ ngoài này nè. Nếu như mà tắm bùn không có kỹ á thì những cái con côn trùng ở đồng nè, thậm chí gắn vết bò vô bùn là một chuyện khá là bình thường. Rất là nhiều những cái yếu tố mà xung quanh nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như là giấc ngủ ha. Ban ngày thì Bin không có được ngủ trưa, cũng như là phải ngồi suốt một cái hình ảnh như thế này. Rồi sau đó là tối là phải khoảng 2 giờ rưỡi thôi. Là Bin cũng khoảng 2 rưỡi đến 3 giờ là Bin đã thức rồi. Sau đó nhặt trứng xong rồi nếu như mà còn sớm á thì
pin sẽ nằm thêm một tí xíu nữa, còn không sớm thì pin sẽ chẳng hạn như là giờ này thì pin sẽ thả dịch cho luôn, ra luôn, đúng không pin? Và đây là cái anh chủ dịch nè cô bác quý anh chị. Sau khi mà pin lượm trứng xong á thì anh với chị sẽ ở đây pin ơi, qua đây gom trứng về. Đây. Một sọt này là bao nhiêu trứng anh? 800 hả? Trứng bây giờ mình đếm có giá không? 2,5 hả? Chắc mình cũng phải cho ăn thức ăn nhiều hơn ha. Dạ. Này trứng này là đủ size lớn như chị, nó bự chưa? 28 mấy. À. 400 là 28 tí. Dạ. Trứng này thấy cũng to to ha anh. Dạ. Cái trứng mà khi mà cái vỏ nó không cứng là nó không đủ không đủ chất ha anh ha. À. Dạ. À, bây giờ anh chị phải đưa lên. Bây giờ mình chở đi lại để mình đếm. Dạ. Nha. Dạ. Này mình có cần phân loại ra nữa không? Không. Dạ, vì điểm solo. Để có những cái trứng dịch tròn vo dễ thương gì cũng không có đơn giản chút nào. Hãy cho thức ăn đồng, dạ. Thức ăn nhiều lắm, rồi ăn đồng nữa. Đồng là mình mua bao nhiêu một công anh? 50.000 công hả? Bên cho chú đeo mít á. À, anh chị chủ rất là dễ thương luôn. Coi pin lượm trứng nè, cũng đã sáng rồi. Mấy con vịt nó kêu lắng nghe cái tiếng nói của mùi hồ luôn. Cái này có cần đếm nữa không? Sao con không cầm ba tay? Đó. Gom lại. Kìa một ủ nữa kìa, sao con không gom vô? Thôi nó đổ rồi đó. Đó. Dạ. Cái này mình có phân biệt là trứng sạch trứng dơ không anh? Dạ. Ồ, lộn trứng dịch đảo đó pin. Hai trứng nè. Ờ, trứng này là ở đây là trứng sạch. Ờ. Là có trứng dơ nữa. Rồi. Lâu có trứng dơ nữa. Nè để chú ngồi cho chú lộn nhé. Vui mà. Trời ơi, đảo quá pin ơi. Đây. Đó. Coi chừng đập trứng nè, biết. Ô, nó đẻ nó phải vùi cái trứng nó vô đây hả pin ha? Nó giấu. Nó giấu trứng đó hả? Dạ. Dịch nó đẻ xong nó liếm cái trứng nó lại hả pin? Nó lấy mỏ, nó lấy kéo rồi mẹ. Vậy? Nó lấy mỏ, nó kéo rồi, nó che lại. Lấy gì? Lấy mỏ của nó. Mình kéo lên. Lấy kéo ra mình che lại. À. Đúng giờ. Ồ, đã ghê không? Đây nè cô bác anh chị. Vì nói là con vịt đó, nó lấy cái mỏ của nó. Nó kéo lưới lên, nó che lại. Để đâu nó sợ người ta phát hiện cái trứng của nó, đúng không em? Gom. Hả? Gom, không phải lưới. Lấy gom. Dạ. Đếm chưa? Dạ. Hả? Dạ. Ủa sao không đếm? Hai nó mới đếm. Đổ vòng lại đằng lẳng. Chà. Bên chia sẻ rằng bây giờ lượm trứng thì bây giờ là không có đếm nữa. Mà lượm để dồn lại thôi.
Đây. Bỏ vô. Viên lụm không có cục gom mà chú lụm có cục gom. Đây nè, nó vô, nó nè, cô bác anh chị thấy ba đây ba trứng không? Nó lấy cái mỏ nó kéo lại dịch nó cũng khôn ghê ha. Ô bốn trứng luôn. Mình phải thả nó ra trễ chút xíu để cho nó đẻ đúng không Viên? Dạ. Ờ. Nhưng khi đi là nó liếp lại là bị đạp cái trứng nó hoài hả anh? Dạ. Dạ. Lượm trứng thì cũng vui ha. 3 giờ anh chủ nói là 3 giờ là phải lượm rồi. Dạ. À. Anh với lại Pin lượm. Nó không ấy chút xíu là cái trứng nó bể rồi. Dạ. Anh chia sẻ rằng một cái sọt này là 800 trứng. Bữa nay thì điếm được 2.500 một trứng rồi. Cũng có giá. À Pin cứ chừng đạp nó. Đây. À cô bác cái chuyện nó đẻ nè. Cái trứng vịt này gọi là trứng vịt dơ. Ở trứng vịt dơ mà không lót cơm này là bán nó rẻ hơn anh. Dạ. Dạ còn này anh điếm xô. Chứ phân loại thì nó rẻ hơn. À bây giờ anh mới điếm lại nè đúng không? Mười sáu thang vậy là anh được dưới lại 4 trứng nữa là được 100 trứng. Còn đây là Pin. Hết đồng này cứ đi đồng khác hoài vậy ha. Sau khi sợ cái phần trứng nó còn sót lại á thì anh chủ anh cũng lấy cái phần gom lên coi nó có còn sót lại hay không nè. Cái này là chưa điếm hả Pin? Chưa. Dạ. Ở ngoài này nó đẻ ra ngoài này trứng hay sao? Ở trứng này bởi rồi, bởi mà nó vẫn còn được. Cái này đi.
Con còn sáu trứng không Bin? Còn kìa. Còn. Bây giờ con lùa qua bển hay sao? Dạ. Dạ. Bin Bin. Và bây giờ thì đã cho Bin lùa dịch cùng với chủ của mình. Bồi hồ cũng quay lại cảnh sau khi đàn dịch nó đi, nó bỏ lại một bãi chiến trường như thế này. À, cuộc sống của Bin vào một buổi sáng đó cô bác anh chị cũng vất vả lắm, nhưng mà nó đối với những người mà xem đoạn clip này á thì cũng khá thú vị về một cuộc sống của một của những người chăn dịch ha, để hiểu thêm cái cuộc sống của những người chăn dịch đó. Còn bây giờ thì cái chuồng không có những cái con vịt đó, nó đẻ muộn, mặc dù đã lượm hết rồi nhưng mà đằng này nó vẫn còn sót lại một trứng nè cô bác anh chị, thấy không? Đây đây là trứng vịt, đây có cả cái phần ngoại muốn của con vịt nữa. Để đây cho chủ đi. Để đây cho chủ đi. Đây trả lại đây. Rồi và bây giờ thì chắc có lẽ là Bin cũng làm cái công việc hàng ngày của mình. Để thôi rồi chủ ra, Bùi Hồ không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống của em nhiều quá. Ôi sao con cầm con vịt nó lại ấy? Bị cấm hả? Bị cấm thì làm gì với nó? Đem nhà chuồng hả? Sao con biết nó cúm? Nó đi không nổi. Nó đi không nổi nữa. Giờ con lấy cái thao hả? Tí xíu nữa đây á, khoảng 7 giờ mấy thì dịch nó đẻ ở ngoài đồng, nó sẽ còn đẻ sót lại nữa. Nhưng mà để cho nó ăn sớm á, 5 giờ cũng phải lùa ra chuồng rồi. Đúng không Bin? Dạ.